Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Big Summon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay chắc chúng ta lại tiếp tục đi kiếm thêm 3 em Pokemon của Gen 8 nữa các bạn ơi. Cũng như là 3 em Legendary mình chưa có đó. Đó chính là Jirachi nè, Tabu Fini và em Regigigas đó các bạn ơi. Và để mình coi hiện tại thì mình đã đạt được 843 em Pokemon trên 890 em rồi. Thì cái con số này á, là nó tính tổng các Pokemon mà nó tính cập nhật trong Gen 8 luôn các bạn ơi. Gen 8 thì Big Summon Reforged nó chưa cập nhật đủ đâu, nên mới chỉ có 800 mấy con thôi các bạn à. Và chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm Pokédex rồi nè? Ơi 94%. Wow, vẫn rất là lâu luôn các bạn ơi. Thì chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong luôn đi ha. Còn nếu không xong thì thôi thì chắc cũng tập sau các bạn ơi. Tại vì còn ít Pokemon quá nên là hoàn thành nó sẽ rất là khó luôn đó. Thì đầu tiên thì chắc mình sẽ đi qua cái thế giới Ultra trước nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần đi qua đó mà để bắt một vài cái em Pokemon. Trong đó có cái con Appleton, còn đó là tiến hóa cấp 2 của con Applin đó các bạn à. Chứ mình bắt cái con Applin hoài á mà nó không có ra táo nên là mình thấy nó mệt quá. Chúng ta đi bắt đại luôn cái con cấp 2 đi. Ồ, đỡ phải mất công. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái shader trước nha các bạn ơi. Để qua bên thế giới bên kia nó còn có sáng được đó. Ôi, lâu lắm rồi thì mình mới thấy lại cái shader này đó các bạn ơi. Wow, cũng khá là dập lắc đây. Tại vì nó đang tiến hành load lại từ đầu đó các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ tiến hành dùng Sun Galio để mà mở cổng Ultra nha các bạn. Mở cổng Ultra nè. Rồi giờ cũng không biết cái cổng nó nằm ở đâu luôn. Tại vì nó cũng đang khá là giật lắc đây. Ui, mình nghe tiếng cái cổng quanh đây nữa các bạn ơi. Có vẻ như là nó ở trên ha. Đây rồi. Chúng ta đã vào được trong thế giới Ultra rồi các bạn ơi. Để chờ nó load một xíu nha. Vừa qua mà mình đã gặp được Rayquaza luôn rồi hả? Ôi các bạn ơi, vừa bước vào thế giới Ultra là mình đã gặp được em Rayquaza luôn rồi nè. Nó xuất hiện từ vùng Extreme Hill Biome đó các bạn ơi. Ôi, em này có vẻ khá là to đây. To hơn cái em Ray mà mình từng sở hữu thì phải. Để bây giờ mình dùng Retina để mà quất nó luôn nha. Múc nó luôn. Bây giờ chỗ này đang là chỗ dung nha các bạn ơi, khá là nguy hiểm đây. Ê, quăng trúng không? Ôi, quăng hụt rồi. Đây, quăng trúng rồi các bạn ơi. Mình sẽ xài cái chiêu hệ rồng nha. Dragon Claw đi ha. Đó, một hit nó chết que luôn. Nó cho mình rất là nhiều Emerald nè. Một cái Dragon Fan và một cái Dragon Game nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cất em Giratina phổ thông nha. Em này thì mình đã luyện lên cấp 100 rồi. Mình sẽ tiến hành luyện những cái em còn lại các bạn ơi. Em nào mà chưa đủ cấp 100 á, chúng ta sẽ luyện hết nha. Cho nó full luôn. Full các Pokemon cấp 100 hết luôn. Ôi, Wild Battle nữa. Ôi, đây là Wild Battle nè, em Pokemon mình mới bắt trong cái tập trước thôi. Cũng khá là gì về này nọ chứ. Đây, để bây giờ mình sẽ chest spawn thôi, thử cái em Appleton đó các bạn ơi. Nó sẽ spawn từ cái vùng nào nha. Đó. Đây, nó sẽ spawn tại cái vùng Ultra Forest. Và thời điểm của nó là bao nhiêu đây? Ban ngày các bạn ơi. Wow, cái chỗ này mình thấy rất là nhiều Endstone ở đây luôn các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Và tại sao có một cái chỗ mà nhiều Endstone như thế này nhờ? Chúng ta thể đào ra được nè, thoải mái vãi luôn á. Mình sẽ đào mấy cục để mà đem về nha bạn ơi. Ơi, mình gặp được một ông Officerman ở đây luôn. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây được nhờ? Cũng khá là xịn sò chứ bộ. Trên đây có một cái block gì nữa các bạn ơi. Hình như là block kim cương luôn thì phải. Và chỗ này là vùng Ultra Deep Sea, đúng không? Ơi, lóc kim cương thì các bạn ơi. Wow, qua đây có rất là nhiều món đồ xịn sò nha. Ngon vậy luôn á. Dưới kia có một em BQQ nhưng mà là dạng thường các bạn ơi. Ngon lành bộ. Ủa, chỗ này là bằng kính hả? Các bạn cần kính thì có thể qua vùng này để mà đào được nè các bạn ơi. Rồi, để mình cùng khám phá coi cái Ultra Deep Sea này á, nó còn thêm mấy cái kim cương nào nữa nha các bạn ơi. Ui, nghe có vẻ giàu nha. Rồi, để mình thách đấu với trainer này thử coi. Trainer này thì cấp 58 bạn ơi. Chúng ta sẽ xài Latios để mà thách đấu đi. Thôi, không biết mình qua vùng này á, mình có gặp luôn được cái ông Movilener không ta? Nếu mà gặp ông ở đây á thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể học lại chiêu cho mấy em Pokemon đó.
Ray Villar nè. Quái, nó còn nội tại một máu kìa. À, Luster Bud đó. Chết queo luôn rồi. À, Dragon Breath đó nha các bạn ơi. Ngậm củ tỏi luôn. Granianos ngậm củ tỏi luôn. Tại vì ông này cấp thấp á nên là mình đấu rất là nhanh luôn đó bạn ơi. À, bên đây có một cái Ultra Beat Jet nè. Wow, chúng ta được một cái Eye Memory. Một cái tấm đĩa hệ băng dành cho Sivali các bạn ơi. Ồ, chúng ta có được một cái block gì nữa các bạn ơi. Hình như là Lapis thì phải. Đúng rồi nè, Lapis là Zuli. Ôi, chúng ta thường gặp được những cái block khốn sạn ở bên cái vùng Ultra Deep Sea đó các bạn ơi. Nhìn cũng hay vậy. Phía bên này có được một bé Eflin nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến hành bắt nó thử coi. Eflin bên này có đeo táo không nè. Cùng bắt nó coi các bạn ơi. Ui, chứ nó chạy đi đâu à. Chạy đâu vậy, chạy đi đâu vậy, đứng lại, đứng lại. Đứng lại nè. Bé này có đeo táo không? Ta sẽ cùng bắt thử coi nè. Đi với bên nha các bạn ơi. Mấy em này thì mình bắt sẽ rất là nhanh thôi các bạn ơi. Đi với bên. Và em này thì ui không có đeo táo rồi. Có thêm mấy con Bikimikyu khác nữa kìa. Đây chỉ là một Forest Hill thôi. Ủa, Forest Hill. Ờ, chỗ này là cái vùng xuất hiện cái con Stone Channel nè. Ở đây các bạn ơi, Stone Channel nó xuất hiện thiệt nè. Wow, đúng tại cái vùng Forest Hill nha. Ôi, mình đang tự hỏi là mình theo máy ở đây á, nó có ra được cái em này không? Nhưng mà có các bạn ơi. Và nó đây nè. Wow, em có con Gen 8 nhìn rất là lạ luôn nha. Và ở đây thì chắc chúng ta sẽ tiến hành dùng Caesar để mà thu phục nó nha các bạn ơi. Đây, một cái hiệu cái các bạn à. Oh, Stone Channel, em này thì cấp 40 các bạn ơi. Wow, nhìn con này là hai cục đá thôi hả? Nó cũng không có gì đặc biệt. Đây, Whitbon là cái quả đầu tiên mình sẽ sử dụng nha. Em này thì sẽ xuất hiện tại cái vùng Forest Hill và những cái vùng rừng rậm vào ban ngày thôi bạn ơi. Chứ ban đêm á, nó sẽ không có xuất hiện đâu. Ôi, bên thế giới bên kia mình rất là khó để bắt nó luôn. Nhưng mà qua bên này á, thì mình đã cũng gặp được nó rồi nè. À, ngon lành chưa. Giờ thì chắc mình sẽ xài qua cái quả bon khác nha. Chắc Heavy Bon đi ha. Pokemon hệ đá. Ờ, à, Pokemon đá. Không biết có Heavy Bon được không nữa. Nhưng mà được rồi nè. Ngon lành vãi luôn đó các bạn. Đây mình sẽ lấy em Stone Channel ra nè. Wow, ngon vãi chữ luôn đó. Bắt bằng Heavy Bon nha. Rồi, cuối cùng cũng đã có thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Stone Channel. Nó đây các bạn ơi. Và mình chỉ còn hai em nữa. Đó chính là Appleton và Mr. Mai. Là mình đã hoàn thành xong luôn cái mấy em Pokemon của Gen 8 rồi nha. À, đây, em này là Thorn Channel nha. Bộ cái hiệu cái coi. Ồ, chỉ là mấy cục đá thôi à. Wow, cũng không có gì là ngầu. Không có thể cởi được các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. À, em này là cái thước small nhưng mà nó còn speed. Ui quá đã các bạn ơi. Đây là Pokemon hệ đá ha. Ngon lành vãi cả chưởng à. Đây mình sẽ đọc wiki về nó thử coi. Ôi em này nặng 520kg. Hèn gì mình dùng cái Heavy Ball làm phải rồi. À và shiny của nó sẽ nhìn như thế này các bạn ơi. À, đây là dạng thường và đây là dạng shiny nè. Ôi nhìn như hai cái kem gì ha. Cục đá gì kỳ lạ quá. Rồi chúng ta đã xong một em Pokemon mới rồi. Bây giờ thì mình sẽ cất nó vào trong PC nha. Uầy, may mắn phải chưởng hả? Qua đây không ngờ gặp luôn. Không biết mình có gặp luôn em Appleton không nữa. Rồi, Meral. Em boss đâu rồi? Tìm boss nãy giờ không thấy hết à. Ủa? Nó ở đâu vậy? À, nó ở chỗ này các bạn ơi. Con quạ. Ui, nó tính chạy kìa. Chạy đi đâu? Ôi. Chạy nè. Thôi là nó đứng im đó các bạn ơi. Em này thì có mang hệ bóng tối không ta? Thôi chắc mình sẽ xài chiêu hệ rồng đi cho nó an toàn các bạn à. Ui, nó đánh đầu với cái chưởng à. Dragon Ball một phát nha. Chết queo luôn. Và con này thì nó không cho mình đồ gì xịn xò cả. Thôi vãi luôn. Ờ, à, con Whopper Shiny kìa. Mình đã có em Whopper Shiny chưa nhờ? Ui, hình như Whopper Shiny mình chưa có bạn ơi. À, lại thêm một em Pokemon Shiny mới nữa rồi. Đâu rồi, mình sẽ kiếm nó coi. Wow, Shiny màu nó nhìn đẹp phải chứ bạn ơi. Màu hồng nhạt hả? Thấy rồi, chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Livon nha bạn. Con này thì bắt rất là gọn thôi, tại vì nó mới cấp 19 à.
Nói chung là tầm dưới cấp 25 á, chúng ta cứ xài Liverpool đi cho nó thoải mái. Và đây chính là Whopper Shiny nha. Hình như cái con Whopper thường mình đã tiến hóa nó rồi các bạn ơi. Nó không còn là con màu xanh xanh nữa rồi nè. Con này thì mặt nó vẫn ngáo như xưa nè. Phải chướng à. Thôi mình sẽ cất nó vô trong PC nữa thôi nè. Ở về nhà chúng ta lại gặp trainer nữ khác nữa nè các bạn ơi. Và trainer này không phải là Pikachu. Trainer gì đây? Chúng ta sẽ cùng thách đấu thử coi nha. Mới cấp 65 thôi. Một phát ngẫm cứ tỏi luôn. Wow, có được Pichu luôn hả? Wow, đây là Seekin các bạn à. Không chết. Chấm máu luôn. Wow, nó xài cái chiêu Mega Horn kìa. Ghê gớm ha. Đây, Luster Bird nó nha các bạn. Ma rip với tôi. Ngẫm củ tỏi rồi. Bây giờ hình như là ban ngày thì phải. Có một em sóc nè. Đây là Boss Scorvet các bạn ơi. Scorvet. Sóc nâu. Dạ, tính chạy đi đâu hả con sóc nâu này. Little Bird đó nha các bạn. Vẫn là một cái chiêu này thôi. Chứ là chiêu độc quyền của Latios là mình cứ xài hoài luôn đó. Dragon Ball nữa nè. Ôi, nó cho mình một cái Triple Stick nè. Đây là một cái ổ đĩa dùng để tiến hóa mấy em Porygon đó các bạn ơi. Hiện tại thì còn một phút nữa thôi sẽ có cơ hội xuất hiện một trong hai em Legendary. Đó chính là Jirachi và Rayquaza nha các bạn ơi. Mình không có biết cái em nào sẽ xuất hiện đây. Mà cái tỷ lệ của Jirachi á nó thấp hơn đó bạn à. Mình sợ em Ray nó lại xuất hiện nữa quá. Hôm giờ gặp cái con Ray hoài luôn á. Ôi, và Rilu xuất hiện luôn rồi nè. Cả một cái Wormhole nữa. Để coi lần này em nào sẽ chịu xuất hiện đây. Chúng ta sẽ cùng chờ một xíu thôi nha. Trong vòng một phút thôi mà. Đâu rồi. Mấy em này xuất hiện đi. Mình đang ở tại cái vùng Extreme Hill M. Extreme Hill cộng M đó bạn ơi. Ôi, và đây rồi. Ôi, lần này là Jirachi xuất hiện chứ không phải là Rayquaza bạn ơi. Ui, và đây chính là em Jirachi của chúng ta nè. Ôi, cái em Legendary ngàn năm mới thức 7 ngày thôi bạn ơi. Xịn vãi chưởng à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bắt nó thôi. Em này thì cấp 70 nha. Và Jirachi của chúng ta nhìn rất là dễ thương luôn bạn ơi. Ngon lành canh đao. Đâu rồi? Đây, quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là Whipball nha các bạn. Wow, nhìn nó đẹp chứ kìa. Pokemon của điều ước đó các bạn ơi. Whipball, ôi không thành công rồi. Chắc mình sẽ phone sweep cho nó còn một máu đi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bắt nó bằng những quả ball khác nha các bạn ơi. Ôi, cái con Jirachi này nó có cái túi y chang Doraemon vậy á. Ôi, và nó có một cái con mắt ở bụng thì phải bạn ơi. Mình không biết phải không nữa. Rồi, Swan Whip đi, cho nó còn một máu coi. Em này thì nó không có đánh lại con Caesar của mình. Nó không có phản đòn gì ta. Ấy, mới nói xong phản đòn liền các bạn ơi. Kìa, phải chuyển mình nữa. Thì mình sẽ bắt nó bằng Dust Ball thử đi ha. Trời, nó cũng đang buổi tối. Nhưng mà ở tại cái độ cao này á, thì Dust Ball nó sẽ không có tác dụng đó các bạn ơi. Vậy thì xem quả ball khác đi. Ultra Ball. Đó. Xem quả Ultra liền các bạn ơi. Ultra Ball. Ôi không thành công rồi. Có nhen. Hai quả Ultra Ball đi. Thôi ba quả đó các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ dùng những quả ball khác. Không được rồi nha. Đây quả Ultra Ball. Thứ 15 luôn rồi đó. Và lần này bắt được rồi nè. Mình đã đạt được thành tựu Wish Upon a Star các bạn ơi. Ngon lành nha. Để mình lấy luôn cái em Jirachi để chúng ta cùng coi nha các bạn ơi. Jirachi mới bắt nó xong mà. Và đây để mình sẽ cùng kiểm tra coi cái em Jirachi này nha các bạn ơi. Wow, xịn vãi chưởng ạ. Em hình như kích thước lớn thì phải. Kích thước chuẩn luôn. Rất là đã nha. Nó thuộc hệ tâm linh cũng như là hệ thép các bạn ơi. Ôi, chạy đâu rồi? Đứng lại. Tính chạy đâu hả? Vậy con này thì Pokemon có thể cho chúng ta được điều ước đó các bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn nhiên. Xe này của nó thì nó sẽ có được màu đỏ hả? Ôi, nhìn cũng rất là đẹp các bạn ơi. Xong rồi, Jirachi cuối cùng đã bắt được nó các bạn ơi. Tỷ lệ của con Jirachi xuất hiện á là 28% á. Còn Ray là 71% các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà không ngờ nó lại xuất hiện được luôn đó. Rất là hên bạn ơi. Nó hơn là Tabu Fini rất là nhiều nha.
Tôi khi đi bữa giờ mình gặp toàn Bulu không à. Có một con admin xuất hiện kìa. Mà từ từ đã, để mình cùng cho nó hết đi ha. Rồi, Maruot cũng phát nữa. Ui, thằng này không có gì luôn. Thôi để mình qua mình bắt Eplin thử coi. Em này có đeo táo không nha? Eplin này có táo không ta? Ladybird. Vẫn tiếp tục là Liverpool nha các bạn. Mấy em này chỉ bắt bằng Liverpool thôi à. Đó. Ôi, con này cũng không có mang táo luôn. Ui, hiếm vải trưởng à. 5% sao khó vậy? À, Eplin đây các bạn ơi. Chắc lần này mình sẽ bắt nó bằng Whitbon đi ha. Ngon lành. À, mình cùng á thì nó ra những em cấp 30. Còn những em xuất hiện trong tự nhiên thì nó chỉ cấp 25 thôi. Cũng hay hen. Ui, em này thì không có. Không có táo luôn. Robot này cùng đầu đây thử coi. Ui, ra gì đây? Energy Root. Nhân sâm hả? Nhân sâm năng lượng. Wow, có vẻ con Robot nó hiệu quả hơn các bạn à. Cùng đầu cái coi. Ui, không có gì luôn. Rồi để mình đi mình bắt ép lên tiếp các bạn ơi. Trời ơi, có một con Pokemon thôi mà khổ nha. Các bạn ơi, nãy giờ thì mình đã cho Maruot cũng như là Rapti nó cũng u đầu luôn. Nhưng mà nó vẫn không có rớt được hai trái táo chua và táo ngọt. Nó chỉ rớt được một trái táo thường của Minecraft thôi. Hơi cay vải chưởng à. Và thôi chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Trước khi kết thúc thì chắc mình sẽ chụp cho Rirachi một tấm ảnh nha các bạn ơi. Để chúng ta có được may mắn của em này nha các bạn ơi. Và đây chính là tấm ảnh của Rirachi rồi nè. Mình sẽ treo ở đâu ta? Mình có thể treo chỗ này được nè các bạn ơi. À không, chỗ đó để treo cho hụt ba chứ. Tấm ảnh của Rirachi thì tôi treo ở đâu nhờ? Chắc treo đây là hợp lý quá các bạn à. Đây, và đây chính là Rirachi nha. Ôi, ngon lành quá chưởng à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.